trọng kính chào quý khán giả của đài VHN TV. Chúng tôi Xuân Huy, Ánh Minh hân hạnh được đón tiếp quý vị đến với chương trình Sống Đạo hôm nay. Và hôm nay chúng tôi cũng hân hạnh được đón tiếp nhân sĩ cao đài, đó là bác Bùi Quang Khanh. Xin kính chào bác và mời bác có lời chào với khán giả của đài. Xin kính chào quý khán giả của đài VHN TV. Chào Xuân Huy và Ánh Minh. Chào bác. Kính thưa quý vị, chương trình Sống Đạo thực hiện nhằm mục đích mang đạo vào trong đời sống, hầu đem lại sự bình yên và hạnh phúc trong tâm hồn cũng như trong cuộc sống xã hội của chúng ta. Hôm nay chúng tôi thảo luận về đề tài rượu và sức khỏe. Chúng ta cũng biết rằng uống rượu và nghiện rượu là một trong những vấn đề y tế công cộng đứng hàng đầu của nước Mỹ. Nó gây ảnh hưởng tai hại cho khoảng 18 triệu người Mỹ. Tính trung bình, cứ 10 người Mỹ ở tuổi trưởng thành thì có một người Mỹ bị nghiện rượu. Theo những báo cáo y khoa, cứ mỗi năm rượu liên quan đến sự tử vong của khoảng 100.000 người Mỹ, bao gồm những bệnh tật và tai nạn từ tử thương do uống rượu gây ra. Trong đó khoảng 25.000 người chết vì uống rượu và lái xe. Ngược lại thì những nghiên cứu y khoa khác lại cho thấy rằng uống rượu vừa phải lại giúp cho con người tránh được tử vong vì bệnh nhồi máu cơ tim. Theo nghiên cứu của Laport, tỷ số tử vong vì bệnh nhồi máu cơ tim thấp nhất cho những người uống rượu khoảng 1 ly nhỏ mỗi ngày và cao nhất cho những người không uống rượu hoặc uống rượu trên 3 ly mỗi ngày. Và một vấn đề rất là lý thú nữa là cơ quan American Heart Association cũng công bố kết quả nghiên cứu y khoa rằng tỷ lệ tai biến mạch máu não xảy ra thấp hơn cho những người uống rượu ít vừa phải và cao hơn cho những người không uống rượu. Vậy thì rượu là gì? Rượu là gì và ảnh hưởng của rượu như thế nào trên sức khỏe con người? Hôm nay chương trình Sống Đạo một lần nữa được mời bác Bùi Quang Khanh trình bày với chúng ta về rượu trên đời sống của con người. Và trước nhất xin bác cho biết rượu là gì? Rượu là một chất lỏng có cái tên hóa học là ethanol, được bào chế từ tinh bột. Cái tinh bột này thường dùng là trái nho hoặc là nếp, và do đó rượu có tên là rượu nho hay là rượu nếp. Vậy thì thưa bác, có một câu hỏi rất là thông thường nhưng mà có lẽ không ai hỏi, là câu hỏi rượu được làm ra từ lúc nào thưa bác? Con người biết làm rượu từ ngàn xưa. Không có tài liệu nào để mà chứng minh là rượu được phát minh trong những trường hợp nào. Nhưng tôi nghĩ đây là do sự tình cờ con người khi ngửi được mùi rượu từ những trái cây để quên, lâu nó bị ôi đi. Và ăn những trái cây này, người ta có một cảm giác thấy thích thú. Và từ đó con người bắt đầu làm rượu. Nhưng một điều chắc chắn nhất là những nhà khảo cổ đã tìm được những bình rượu từ 9.000 năm về trước ở Trung Hoa và tại Trung Đông. Tại Trung Hoa, những cái bình rượu đó, nó làm bằng đất cổ cao, cái miệng nó loa ra. Và ở Trung Đông, cái bình nó cũng có cái dạng ở dưới nó phình ra, cái cổ miệng cũng vẫn nhỏ. Bình rượu đó tìm thấy ở xứ Iran bên Trung Đông. Bình rượu này được tìm thấy từ 7.000 năm về trước. Và ở bên cổ Ai Cập cũng tìm được một cái bình rượu từ hồi thế kỷ thứ 18 trước Thiên Chúa Giáng Sinh. Và trở lại Trung Hoa, ta cũng tìm được một cái bình rượu ở tỉnh An Huy của Trung Hoa vào thế kỷ thứ 17 trước Thiên Chúa Giáng Sinh. Dạ thưa bác, xin bác cho biết cái sự tác dụng của rượu đến với cơ thể con người như thế nào đó. Sau khi uống rượu, rượu được hấp thụ vào trong máu qua gan. Gan biến rượu thành acetaldehyde và trở thành acetic acid và sau cùng thành mỡ, khí carbonic và nước. Rượu làm giãn nở các mạch máu, làm cho người uống trở nên đỏ gai. Còn chất mỡ lâu ngày tích tụ trong gan làm nên gan bị cứng. Rượu thường dùng trong các buổi tiếp tân, cho nên nhiều người nghĩ rằng rượu không có hại cho sức khỏe. Nhưng khoa học đã chứng minh rằng nếu dùng rượu lâu ngày và với một trữ lượng cao, rượu sẽ có ảnh hưởng tai hại.
Bác có nói đến là tửu lượng, vậy thưa bác tửu lượng là gì thưa? Tửu lượng á là cái lượng rượu mình uống. Rượu á nó chia ra làm ba loại. Cái loại rượu bia được chế tạo từ sự lên men của hạt ngũ cốc và mạch nha. Rượu này có nồng độ là 5 độ. Rượu giang được chế tạo do sự lên men của nho hoặc là những loại trái cây. Nồng độ của rượu giang là 12 độ. Rượu mạnh như whisky, gin, vodka vân vân được chế tạo bởi sự chưng cất của trái cây, mật mía. Nồng độ của rượu này mạnh lên đến 40 độ. Lượng rượu tiêu chuẩn là một lon bia cỡ 12 ounce và một ly rượu giang cỡ 5 ounce, và rượu mạnh thì một ly rượu nhỏ khoảng 1 ounce rưỡi. Tửu lượng cao là khi nào uống rượu gấp 3 hay 4 lần lượng tiêu chuẩn. Nồng độ rượu trong máu được gọi là Blood Alcohol Concentration, được gọi tắt là BAC, và được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm và được đo bằng cách thử nước tiểu hay thử máu. Dạ thưa bác, cái BAC bao nhiêu thì lái xe bị phạt hả bác? Lái xe mà cái tửu lượng trong máu có từ 0.08 trở lên là vi phạm luật. Với tửu lượng này thì người lái xe không thể điều khiển xe một cách an toàn. Sau đây là những tiêu chuẩn pháp lý. Nồng độ rượu trong máu từ 0.01 đến 0.04 thì không có bị ảnh hưởng gì, tức là mình lái xe được an toàn. Từ 0.05 đến 0.09 thì là không an toàn. Nếu từ 0.10 trở lên thì bị sai và nhiễm độc. Vậy thì thưa bác có thể cho biết sự liên quan giữa cái BAC với lại số lượng rượu mình tiêu thụ không? Đại khái cái nồng độ rượu trong cơ thể tùy vào sức nặng của từng người. Người nặng cân thì tửu lượng mạnh hơn. Ví dụ như một người nặng trung bình 100 IV, nếu uống rượu tiêu chuẩn một ly trong một tiếng đồng hồ thì nồng độ rượu là 0.02. Nếu uống 2 ly rượu tiêu chuẩn trong một tiếng đồng hồ thì nồng độ rượu trong máu là 0.04. Nếu uống 3 ly rượu tiêu chuẩn trong một tiếng đồng hồ thì nồng độ rượu trong máu là 0.06. Nếu uống 4 ly rượu tiêu chuẩn trong một tiếng đồng hồ thì nồng độ rượu trong máu nó lại lên tới 0.11. Dạ, xin bác cho biết thêm cái triệu chứng mà sau khi người ta uống rượu như thế nào hả bác? Các triệu chứng thì tùy thuộc vào số lượng rượu được tiêu thụ. Sau đây là ảnh hưởng của rượu trên thái độ con người. Một lượng rượu nhỏ làm cho con người cảm thấy thoải mái, thư giãn và có cảm hứng, thích nói nhiều. Nếu mà uống thêm nữa thì có thể mất tự chủ. Như uống rượu càng nhiều càng thấy bị căng thẳng, giận dữ, ghen tuông, xuống tinh thần và có tính tình bừa bãi, tính hung dữ, nóng nảy, xáo trộn tâm lý, không đủ sức đảm đang nổi công việc hàng ngày, tự mình cách ly với bạn bè và gia đình. Ngoài ra còn có ảnh hưởng trên hệ thần kinh trung ương. Người uống rượu có thể có những vấn đề như sau: nhìn không thấy rõ, mất trí nhớ, mất thăng bằng khi di chuyển, xáo trộn thần kinh, có ảo giác, bị kém khả năng phán đoán. Và quan trọng hơn cả là ảnh hưởng trên các cơ quan khác. Gan thì gan bị đóng mở, sưng gan, cứng gan, ung thư gan. Bao tử thì bị viêm, lở loét. Tủy tạng thì bị viêm. Tim đập không đều. Yếu khả năng sinh lý, khả năng có con bị giảm. Ở phái nữ, kinh nguyệt không đều, buồn trứng, bị teo, giảm khả năng tình dục, khó đậu thai. Nếu có thai thì dễ hư thai. Nếu sanh được thì thai rất nhỏ và có nhiều dị tật. Đứa con còn có thể chậm phát triển về tâm trí. Thưa bác, đó là những tai hại của rượu đều cho cơ thể. Nhưng mà có một số nhà khoa học cũng nói rằng rượu cũng có lợi cho cơ thể. Vậy thì xin bác cho biết là rượu có lợi gì trên cơ thể của mình? Như đã nói về trước, tác dụng của rượu trên cơ thể, với một số lượng rượu ít làm cho mạch máu trong cơ thể nó giãn nở, tăng lưu lượng máu đến các cơ quan, làm cho da đỏ gai, người có cảm giác sảng khoái, thư giãn, có cảm hứng. Nhờ tác dụng làm nở mạch máu và tăng lưu lượng máu đến các cơ quan mà rượu đến trở nên ích lợi cho toàn thể các cơ quan trong cơ thể con người.
với các công trình nghiên cứu, thí nghiệm rộng lớn ở khắp từ Âu Châu, Á Châu đến Hoa Kỳ, khoa học đã chứng minh, đã có những phúc trình về sự lợi ích của rượu trên toàn diện cơ thể của con người. Cơ quan bài trừ rượu đã tìm thấy rằng ở những người uống rượu vừa phải, tỷ lệ bị bệnh tim giảm xuống từ 40-60%. Điều này thật vô cùng quan trọng vì bệnh tim là nguyên nhân tử vong số 1 ở Hoa Kỳ. Cơ quan dinh dưỡng Hoa Kỳ đã nhìn thấy rằng những người uống rượu từ 1 tới 2 ly rượu tiêu chuẩn mỗi ngày có tỷ lệ tử vong bệnh thấp hơn, thấp nhất. Tài liệu nghiên cứu ở Hawaii, ở Trung Hoa, ở Anh Quốc, ý đại lợi dân dân cũng cho thấy tỷ lệ tử vong của những người uống rượu vừa phải khoảng 30%, thấp hơn những người không uống rượu. Họ ít phải nằm nhà thương, ít bị bệnh tim mạch, ít bị bệnh cao áp huyết, ít bị bệnh tai biến mạch máu não, ít bị bệnh cao mỡ, ít bị bệnh tiểu đường, ít bị bệnh mất trí nhớ, khả năng tình dục có thêm dồi dào, nhất là ở phái nam và phái nữ. Dạ thưa bác, còn đối với các bào thai thì nó có ảnh hưởng như thế nào bác? Những nhà nghiên cứu Hoa Kỳ đã không tìm thấy cái ảnh hưởng tai hại của rượu trên các bào thai ở những người mẹ uống rượu vừa phải, nghĩa là không quá một ly rượu tiêu chuẩn mỗi ngày. Vậy thưa bác, thường là các nhà thi sĩ họ uống rượu, họ có nguồn thi hứng, và những thi nhân văn nhân cũng vậy. Vậy thưa bác nghĩ về vấn đề đó thế nào? Khi đã nói như vậy thì tất nhiên nó phải có nguyên nhân. Như đã trình bày ở trên, khi uống rượu vừa phải, rượu làm giãn nở mạch máu, làm cho con người thấy sảng khoái, bộ óc con người hoạt động mạnh mẽ và làm cho trí nhớ con người tốt hơn, nhiều khả năng sáng tạo hơn. Dĩ nhiên khả năng sáng tạo ở các nhà thơ thì chẳng khác gì hơn là thi hứng. Dạ. Vậy thưa bác, như vậy thì rượu có những cái tác dụng vừa có hại và cũng vừa có lợi. Như vậy thì thưa bác, trong cuộc sống con người ta phải làm thế nào để uống rượu để được sức khỏe tốt, sống lâu, sống hạnh phúc thưa bác? Câu hỏi này liên quan đến cái hoàn cảnh cá nhân của từng người một. Đối với người Việt Nam thì uống rượu được xem như là một cái chuyện thông thường trong xã giao hàng ngày. Các bạn trẻ từng cho rằng nam nhu tử như kỳ vô phong, nghĩa là cái cờ mà nó không có gió thì cái cờ nó không có cái gì để đẹp hết trơn. Một người nam mà không uống rượu thì giống như vậy thôi. Họ thường tự hào về cái năng uống rượu của mình. Trong xã hội hiện tại, rất nhiều người phải chịu chật vật khó khăn trong cuộc sống, và rất nhiều người muốn dùng rượu để giải sầu, để quên đi những khó khăn, những khủng hoảng trong gia đình và ngoài xã hội. Tôi nhớ đến Cao Bá Quát có nói: thôi công đâu chuốc lấy sự đời, tiêu khiển một vài chung liếu láo. Và cụ Trạng Trình Nguyễn Bính Khiêm khi uống rượu để quên đời cũng đã nói: rượu đến gốc cây ta sẽ nhấp, nhìn xem phú quý tựa chim bao. Tuy nhiên khi uống rượu để giải sầu thì chỉ có thể quên sầu trong chốc lát, nhưng mà rồi khi tỉnh rượu, thực tế vẫn là thực tế, người uống rượu vẫn cảm thấy mệt mỏi và chán chường hơn. Khi tỉnh rượu lúc tàn canh, giật mình lại thêm thương nỗi mình. Đó là thơ của cụ Nguyễn Du. Chính vì vậy mà có nhiều người bị xuống tinh thần và đi tìm cái chết. Nói như vậy không phải là để tuyệt đối kết án và bài trừ uống rượu. Con người phải biết rõ những cái hại, những cái lợi của rượu, biết rõ những luật lệ về uống rượu, như uống rượu không được lái xe, để tiết chế bản thân mình, không uống rượu bừa bãi, không uống quá độ, để tránh những cái sự đáng tiếc cho bản thân của mình, cho gia đình mình, cho xã hội, cho cộng đồng. Nếu uống rượu mỗi ngày thì không nên uống quá một ly tiêu chuẩn, và nên uống trong lúc ăn cơm. Không nên uống rượu vì bạn bè khích bác. Trường hợp đặc biệt những người bị bệnh gan, hoặc bị bệnh tâm thần, phải uống rượu, đang phải uống thuốc tâm thần thì nên cử rượu tuyệt đối. Rượu sẽ làm cho bệnh trầm trọng thêm. Được như vậy thì rượu sẽ đem lại cho con người một sức khỏe tốt đẹp và một nguồn vui sống. Thưa bác, thì theo những gì trình bày thì rượu mà nếu mà mình uống vừa phải theo một ly tiêu chuẩn mỗi ngày thì có thể giúp cho sức khỏe của mình. Vậy thì vấn đề đó là bác nói là chỉ cho một loại rượu đặc biệt nào thôi, hay là loại rượu nào cũng vậy bác? Câu hỏi này rất hay. Theo các nhà nghiên cứu thì cái loại rượu chắc đỏ uống vào thì nó có kết quả tốt hơn trên cơ thể con người. Đó là nhờ trong vỏ và hột của trái nho nó có chất antioxidant
resveratrol ngoài tác dụng tổng quát trên các cơ quan tim mạch, gan, tụy tạng, cholesterol còn có tác dụng đặc biệt chặn đứng sự tăng trưởng của các tế bào ung thư và kích thích sự tăng trưởng các tế bào thần kinh, rất hữu ích cho chứng bệnh Alzheimer và Parkinson. Vậy thưa bác, rượu có liên quan gì đến tôn giáo trong tôn giáo? Rượu có liên quan với tôn giáo. Rất nhiều tôn giáo cấm dùng rượu vì lý do độc tính của rượu làm cho lý trí mất sáng suốt và có thể dẫn đến những tội lỗi. Những tôn giáo này gồm có Ấn Độ giáo, Phật giáo, đạo Sikh, đạo Mormon, đạo Cơ Đốc và Hồi giáo. Riêng đạo Thiên Chúa và Do Thái thì rượu được dùng trong các buổi lễ cúng ở nhà thờ vì đạo Thiên Chúa cho rằng rượu tượng trưng cho máu của Đức Chúa. Dạ thưa bác, người Việt Nam của mình thường dùng rượu để dẫn thuốc. Xin bác cho biết cái trường hợp này uống rượu để trị bệnh nó có phạm luật của đạo hay không bác? Phật giáo có dạy rõ ràng tất cả những thứ có chất men làm sai người hay chất độc hại người đều không được uống. Chính mình không uống đã đành mà cũng không nên nài ép người khác uống. Nài ép khuyến khích người khác uống tội lại càng nặng hơn chính mình uống. Khi bị bệnh nặng cần uống rượu, thuốc thì tạm dùng được. Vậy thì thưa bác có biết lý do gì mà Phật giáo không cho uống rượu không? Phật giáo không cho uống rượu là có những lý do sau đây. Thứ nhất là bảo toàn hạt giống trí tuệ. Một chén thuốc độc tao uống vào chết ngay, nhưng chỉ chết có thân này thôi. Còn uống rượu vào làm mất giống trí tuệ, phải chết đi sống lại vô số kiếp. Vì thế để bảo toàn cái hạt giống trí tuệ quý báu, Phật cấm uống rượu. Thứ nhì là ngăn ngừa những nguyên nhân gây ra tội lỗi. Rượu chính nó không phải là một cái tội lỗi như sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nhưng nó có thể làm nhân cho những tội lỗi kia phát sinh ra. Khi uống rượu vào say sưa, tội lỗi nào ta cũng có thể làm được. Tôi xin kể đây một cái câu chuyện. Có một anh nông phu đó, anh là một người con rất hiếu thảo. Anh đang làm việc ở ngoài đồng thì có một vị hung thần đến hâm giết anh. Muốn không bị giết thì phải làm một trong những cái điều mà vị hung thần đó đưa ra. Thứ nhất là giết cha, thứ nhì là đánh mẹ, và thứ ba là uống hết cái lít rượu mà của ông cha mua để ở nhà. Anh này là một người con chí hiếu, đâu khi nào mà đánh cha, không khi nào mà đánh mẹ. Cho nên anh chọn lấy cái giải pháp là uống cái lít rượu, chuyện đó nó dễ hơn. Anh chạy về nhà thấy cái lít rượu của cha mua để dành đãi khách. Anh chạy vào anh bưng anh uống một hơi hết. Ông cha ông thấy con bữa nay tại sao mà ngủ nghịch, cha rượu mua để dành mà dám uống. Cho nên mới cầm gậy lên la rầy và đánh anh. Anh bị rượu nó hành sai đi, cho nên anh không còn biết cha là gì nữa. Anh cầm giật cái cây gậy đánh lại ông cha và ông cha chết. Bà mẹ thấy như vậy mới chạy ra khuyên ngăn con, nhưng mà ma men nó đâu có từ chối, nó anh cũng đánh luôn bà mẹ. Bà mẹ mới la làng lên, hàng xóm ta mới chạy lại bắt anh ta về cái tội giết cha và đánh mẹ. Khi tỉnh lại thì anh mới biết rằng rượu nó làm cho anh không còn phán đoán, không biết được gì nữa. Cho nên anh mới phạm tội giết cha và đánh mẹ. Đó là một cái hình phạt nặng nề nhất trong ba điều một vị hung thần đưa cho anh. Cái chuyện đó thấy nó đơn giản, nhưng mà nó nói rằng rượu tai hại hơn là giết người, khi mà mình uống vô thì mình không còn cái tự chủ được nữa. Đúng rồi. Dạ thưa bác, cái quan niệm của đạo Cao Đài đối với rượu như thế nào đó? Đạo Cao Đài cũng giống như đạo Phật, đạo Do Đài có năm giới cấm, và rượu là giới cấm thứ tư trong năm giới cấm tứ bất tửu nhục. Sau đây tôi xin đọc lời dạy của Đức Chí Tôn. Thầy dạy rằng thân thể con người là một khối chân linh cấu kết, những chân linh ấy đều là hằng sống. Phải hiểu rằng ngũ tạng lục phủ cũng là khối sinh vật mà thành ra. Như rượu vào tỳ vị nó chạy vào ngũ tạng lục phủ hết, thì trái tim con người chẳng khác như là cái máy chính để trữ sự sống.
cũng phải bị thâm nhập vào, làm cho sự lao động quá chừng đổi thiên nhiên đã định, thôi thúc huyết mạch vận động một cách vô chừng, làm cho sanh khí nơi phổi chẳng đủ ngày giờ nhuận huyết tinh sạch cho đặng được. Trược huyết ấy thối lại cùng trong thân thể để giật ô chất ô trược vào trong sinh vật ủ tạng và lục phủ. Mỗi khối ăn nhầm phải bệnh một ngày một thêm một chút, hết cường tráng, cốt tủy lần lần phải chết, thì thân thể các con phải chết theo, nhiều kẻ phải chết nửa thân mình vì rượu, mà óc cũng bị huyết vận động vô chừng làm cho đến nỗi loạn tán đi, thì chân thần thế nào đặng an tịnh điều khiển thân thể, phải ra ngay dại trở lại chất thú hình, mất phẩm nhân loại rồi còn mong chi đặng phẩm thần thánh tiên Phật. Vậy thầy cấm các con uống rượu nghe. Thưa bác, nếu mà thầy ở trong đạo Cao Đài đã cấm uống rượu, vậy thì theo con biết là trong đạo Cao Đài cũng dùng rượu để trên bàn thờ để thờ. Rượu để cúng trên bàn thờ là dùng để cúng chứ không phải là uống. Rượu được tượng trưng cho khí, một trong tam bửu của con người, tức là tinh khí thần. Theo người Cao Đài, trong con người tinh tượng trưng cho xác thân vật chất, khí tượng trưng cho lý trí và tình cảm, và thần tượng trưng cho linh hồn. Lý trí tình cảm được biểu lộ trong đời sống dưới hình thức lục dục thất tình, nếu không được kiềm chế bởi lương tâm có thể đưa con người vào dòng tội lỗi đau khổ. Nếu con người biết tu tâm dưỡng tánh, không để vướng bận với lục dục thất tình, con người sẽ tìm được sự an lạc trong tâm hồn và cuộc đời sống nhiều an vui hạnh phúc. Nói tóm lại, rượu có ích lợi cho cơ thể con người cũng như trong sự giao tế hàng ngày, nếu được dùng đúng cách, dùng với tử lượng vừa phải. Trái lại, nếu bị lạm dụng, rượu sẽ trở thành một mối hại chẳng những cho bản thân con người mà còn có thể gây nên nhiều tội lỗi ở những gia đình và xã hội. Những tài liệu khoa học được trình bày ngày hôm nay thì được lấy từ trong tài liệu nghiên cứu khoa học của các tổ chức y khoa trên thế giới, và đặc biệt là cuốn sách Làm thế nào để bảo vệ sức khỏe của bác sĩ Trần Nhân Nam thuộc chương trình phòng ngừa rượu và ma túy của Sở Y tế hạt Santa Ra. Tôi thành thật cảm ơn quý khán thính giả đã lắng nghe. Chương trình của chúng ta đến đây xin tạm chấm dứt. Chúc quý vị có một tuần vui vẻ, hạnh phúc và thân tâm an lạc. Và đừng uống nhiều rượu quá nha. Ok, cảm ơn bác rất nhiều. Xin kính chào quý vị. Kính chào quý vị.